cái lúc mình lên để kẹp mách lên để pha để thì mình cũng phải có được như thế anh nhá, đừng để nó kiểu dùng làm cái kiểu mà không có lực, có lực ra trên trên rồi đưa về đúng rồi chính xác đấy, ở ra phải dứt khoát mà về nó phải có lực ở đằng này nó về đây phải khám lại đấy thì nó chuẩn rồi nó cứ hiểu đấy. Về nó kẹt thế này, đưa về sâu rồi nó kẹt thế này, để ô nó xuống, nó xuống dưới rồi nó bay về sâu này, rồi nó kẹp lách thì nó vào lách thì mình kẹp lại. Rất là yếu nên là anh phải cố gắng anh tập và với cái
khoảng cách cầm côn ở đây và cái độ dài dây như thế này là phải cố gắng làm quen. Đấy, anh bây giờ anh hãy đánh hai tay như sau. Anh nhắc lại lần nữa nhé, anh đứng nguyên vị trí và không di chuyển, đứng nguyên vị trí và đấy đấy. Khi đưa lên này, anh chú ý này, đưa thẳng tay ra, đưa lên cao rồi, đưa xuống, kẹp. Đưa thẳng ra, đưa cao rồi, đưa xuống, kẹp. Đấy, anh chú ý này, hai côn. Thank you.
này của anh, bao giờ tiếp xúc lên móc tay, anh đẩy lên, đẩy cô lên, đúng rồi, cái chỗ hai chỗ này bao giờ tiếp xúc nhau này, dính với nhau này, tay cầm này, dương lên, khuỷu, khuỷu là vuông bằng vai này, bằng vai và để móc 45 độ ra đây. Đấy, người vẫn để thẳng ngang nhé, người vẫn để ngang, sau đó cái này để một góc 45 độ so với cơ thể. Đấy thì là khi mà côn về nó sẽ dễ bắt hơn và bắt nó sẽ chuẩn hơn. Đấy bây giờ là anh để côn ở dưới như thế này, anh để côn ở dưới như thế này, sau đó là anh nâng lên anh bắt. Đấy. Để nói với cái tay bắt nhá, tay bắt này chú ý này, cái tay anh để cái hình như này cho em, tay trái để hình như này cho em xem nào, để nguyên tay ra như này cho em xem nào. Đấy, các ngón tay khép lại này. Đấy, khi mà côn trước khi côn về thì tay này đã đưa lên rồi và tay này đặt vào đây, tay này đặt vào như thế này, đây nó sẽ ép cổ tay vào đây một tí và giới thiệu mình như thế này, ngửa cái cổ tay ra như này, ngửa cổ tay ra, cái tay này đặt vào như thế này, anh tạo hình như này để đặt vào tay này, đặt vào bắp này, đây như thế này để chờ nó côn nó về, anh đưa xô lên vào trong này một chút, đấy, đưa anh nhả ra. Đấy, cái tay của anh sẽ về đây, anh sẽ chạm tay về đây trước. Mà cái này, tay này của anh nó bị như này này, bị hẹp như này này. Anh mở rộng ra, mở rộng cái bàn tay này ra này, và để chờ nó như thế này. Đấy, đấy đây là cái bàn tay của em khi mà chờ lên về, có thể phải rộng như này. Anh đang bị xô như này này, anh đẩy nó ra. Đấy, thấy như thế này. Đó, anh cứ bắt vào nè, anh có thấy ngượng đúng không? Đẩy cái bàn tay ra một tí nữa. Cái điểm tay này nó sai này, để sai chỗ này. Đấy, cái chỗ cầm côn bắt côn của anh là sai này, anh cầm côn vào đây mà, đúng không? Đấy, cái tư thế bắt côn như này. Và bây giờ anh hạ côn xuống và khi anh đưa lên anh bắt được đúng cái vị trí như vậy này. Khuỷu nâng lên, nâng khuỷu lên, cái này đánh thẳng xuống nha, đánh thẳng xuống này, nhẹ nhàng đưa lên bắt, đúng rồi, đây cứ thả thẳng xuống bắt, mà nó phát tay không để đưa thắt được không. Thả lỏng vai, hai vai thả lỏng xuống nhé, đừng gồng vai. Đây là cái cữ để mà mình bắt nhé. Bây giờ anh sẽ chuyển.
chuyển xuống bên trái và mình cũng bắt với tương tự. Anh chú ý cho sau này. Đây là cái cơ thể này, mình sẽ đưa thẳng ra và mình bắt như thế nào. Anh quay sang bên phải. Bên phải. Đây, bây giờ nha, dừng nha. Bây giờ chúng ta tập động tác này trước này. Đưa vào sang bên này. Rồi. Đưa ra, đưa đến sang bên trái. Rồi, đưa ra, thẳng tay ra. Bây giờ chú ý nhé, anh chú ý nhé. Tay nào mà mình muốn thủ với bên vai nào ấy, mình sẽ kéo phần tay này vào trong, tay kia đối nguyên. Đẩy ngược lên rồi đưa về vai. Nhớ đúng vị trí nhá. Đưa tay trái vào. Nào đừng quay lại bên cạnh. Cái này sai. Đây, về anh phải đáp ứng được cho em cái vị trí. Anh cầm cao quá rồi cầm nữa. Cái này cầm cao rồi, ok. Đấy, anh phải để đặt được cái côn vào phần giữa bắp tay này. Đây, giữa bắp tay chứ không phải để đây nhá. Đấy, bây giờ anh tập chuyển lên đây. Rồi. Lúc nãy em để lại cho anh nhé, rồi em bật. Vâng. Cách thay dây côn. Không biết thay dây kiểu gì. Nào bây giờ anh chuyển. Anh yêu cầu anh tập động tác này. Đây. Chuyển sang bên này. Anh làm thành phục rồi anh tập động tác tiếp nha. Nào. Kéo cái này vào đây này. Đưa lên. Rồi nhả ra. Lại kéo sang bên này đưa lên. Đúng vị trí nhá. Nhìn tự chỉ vị trí của mình bị có cương rồi. Đưa ra. Kéo đưa lên sang bên này. Đưa ra. Kéo đưa lên sang bên này. Đưa ra. Kéo. Đưa ra. Kéo. Đưa ra. Ok, bây giờ anh thực hiện 20 lần mỗi bên cho em. Nó đơn giản nhưng mà không đơn giản. Làm nhiều thì cũng thói quen đã. Rồi. Anh để ngoài này, để giữa nhé.
đây khoảng cách từ đây đến đây này, anh để giữa chỗ này ra đấy. Tốt khoảng cách này thì đã mình truyền thì mình mới bắt đúng giữa được. Thì mình đang học truyền đã, truyền tốt, có hướng tốt, rồi hắn luyện đến cái động tác vụt 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 xong phải thu thu thì phải đề cử nguyên động tác thì từ dây đến khó đấy. Khi anh chuyển nhé, anh thả tay bên phải xuống để một chút nhé. Anh thả tay bên phải xuống như này. Thả tay ra bên phải ra thì thân côn rơi xuống. Đồng thời anh đưa cái thân côn này cho làm sao thân côn kia nó văng ra xa để đưa về. Nhớ phải căng dây ra và cái đường đưa này nó sẽ tạo thành một cái đường chéo. Đường chéo cái này ra này. Đường chéo ra căng dây côn với mũi thẳng tay, bắt tay vị trí, bắt tay, dừng, dừng. Ok. Bên phải tốt, bên trái dừng. Bên trái là sao anh phải đi với côn, tại vì như thế cái này, anh đứng ra đây, chưa. Thứ hai là tay anh hãy mở trước, chờ nó về, chứ đừng đợi tìm nó, chờ nó về nhá, chờ nó về, tay mở rộng ra. Anh để thế này là nó sẽ dễ bị đập vào những cái ngón tay. Đúng không? Mở rộng ra để nắm nhá. Mở rộng ra để chờ nó về. Đấy, thả lỏng mở rộng ra để chờ nó về. Đấy, chờ nó về nó chạm rồi mình đã bắt. Không chạm nó rồi, không bắt nữa. Kệ. Là nó sai rồi, kệ nó. Đấy. Ok, chuyển. Chuyển bắt tay. Mỗi lần anh đưa về anh dừng lại, mỗi lần anh đưa về nhá, mỗi lần anh đưa về như này, anh đưa về như này thì anh có phải lấy sức để đưa về nhưng mà vẫn kéo cái kiểu ra như này để cho nó đảm bảo cái góc của nó phải là 45 độ, chứ nếu anh đưa về không mà để như này thì nó sẽ bị chuyển côn. Anh đưa về mình kéo ra, đưa về mình kéo cái vai và kéo thử ra. Đúng rồi, nhẹ nhàng thôi, đang tập nhẹ nhàng, đang tập chuyển nhẹ nhàng, không cần tốt. Anh làm nhanh, anh sẽ bị va vào tay nó đẩy ra, anh cứ nhẹ nhàng thôi. Thử tay đang bị rơi, đang bị rơi thử tay. Anh đang bắt cũng hơi thứ hai ở ngoài này quá, vào trong giữa này nhé. Và thử tay đang bị hẹp vào giữa, hai tay đang giống như kiểu đang thủ như này. Anh mở rộng hai tay ra. Thẳng tay ra, đúng rồi, thẳng côn ra đằng trước, đúng rồi, chính xác.
Đây cũng sẽ là đào vít vào cầm nè, vào cầm nhé. Tưởng tượng như đối thủ trước mặt và mình vít từ dưới lên vào cầm. Chính xác. Khuỷu bên phải đang bị rơi, nâng cao một chút vào lưng, vừa kéo một cái một tí. Chính xác. Đấy, là tốt. Rồi anh kết hợp xoay thêm một số không ở ngoài rồi bạn xem xem nào. Xoay số không ở ngoài nhé. Rồi. Rồi. Nó cũng cái hình nữa như thế nhá. Rồi, bây giờ anh nghỉ à, nghỉ tay à, đứng tại chỗ thì nghỉ tay. Đứng tại chỗ tùy em này. Về cái động tác truyền thế này anh thực hiện tốt rồi nhá. Nhưng mà còn về cái động tác mà xoay trên số không ở ngoài ấy, thì em sẽ tùy với anh sau. Lưu ý này, khi mình đưa vị chân xuống ấy thì cái tay của mình vẫn để ở giữa người, cơ thể mình sẽ chia đây nha, hai đường thẳng chạy thẳng đây đúng không, nhưng mà tay mình đưa từ bên này về mình chỉ để ở tầm chia đôi ra ở giữa thế này, không để ở ngoài vai này, để ở giữa đây như này, đưa lên này để ở giữa, sau đó xoay thêm một vòng nữa, hết một vòng đấy nhá mình mới đưa về đây, chứ mình không phải là mình ở đây mình đưa về mình xoay rồi xoay ở đây, và cái tay của mình không để cong. Cái tay của mình khi mà đưa lên ra mình để thẳng tay ra, mình xoay và mình đưa lên, anh chú ý nhé, anh bên tay trái bên dưới mình ở đây nhé, mình đưa ra rồi đưa về đây, tay thẳng ra nhé, chứ không để như này, không để kiểu như thế này nhé, không để kiểu xoay ở ngoài như thế này nhé, mà mình đưa thẳng ra mình xoay ra trước để lên như thế này. Anh chú ý vào đây, anh cầm của em cái ni lông này. Đây, anh cầm của em, cầm như thế nào, cầm nắm nó lại, đưa cao tầm mặt em, đưa cao lên tầm mặt, đấy nhá, với động tác truyền nhé, chưa nói thì đến cụt nhé, mà là động tác truyền luôn. Đấy, như sao? Anh lên lên phải chạm và như thế này, anh về cũng phải chạm như thế này, tức là nó vẫn ở một điểm, nếu như anh làm sai nhé, nó ở ngoài này này, không được anh chạm được. Đấy, đối với động tác này, về anh có thể là treo một cái quần short hoặc một cái quần dài có gấu, anh treo có móc và anh treo lên thì anh sẽ đánh, anh hất lên vào cái gấu quần này, hất lên vào cái gấu quần như này đó, thì có nghĩa là mình đang vào đúng kiểu nhá. Ví dụ như em đánh vào cầm, anh hất lên vào cầm một cái hay hai cái nó đều phải vào giữa cầm, chứ không thể là mình hất ở bên ngoài được, nó vừa là động tác thu côn truyền côn mà cũng là vừa động tác là tấn công luôn. Đấy, rồi anh thử đi, nâng biểu thủ là phải chuẩn á, bắt thẳng tay từ từ này, bên tay trái của anh ấy, bên tay trái khi ra đây này mình ngửa hẳn tay ra nhé, đây nhá, một cái là vẫn úp này, úp để nó theo cái đường này lên này, cái thứ hai ngửa tay ra, ngửa cái lòng bàn tay ra để hất nó lên thì mới có lực, chứ nếu mà để như này xoay này nó không có lực, nó phải như này mình bút từ dưới lên, giống như kiểu cái động tác nào đánh tay biết ấy, mình sẽ phải bút từ dưới lên như này, cái động tác thứ hai xoay lên này, bút một cái từ dưới lên, đấy. Xuất phát là cái khuỷu tay, cái giữ nó phải sở đã. Vòng thứ hai hãm lại, hãm côn lại, vòng thứ hai hãm côn lại, đừng để nó lẩy như thế, anh bắt chuẩn vào. Hai cứ hai rồi anh lấy đi, rồi đấy, cái tay lúc về anh bắt nó phải như thế này, cứ lúc về anh bắt mà nó thẳng như thế này thì anh bắt khó là đúng rồi, để như thế này và tay nhớ đưa về đây, nó chỉ khác hơn so với vừa nãy là cái mình phải xoay thêm một vòng thôi và anh phải tập nhẹ nhàng thôi, anh chú ý này, anh bảo nhé. Nhẹ thế thôi, không cần mạnh nhé, không cần mạnh nó sẽ phải vô. Vòng thứ hai anh là vòng thứ hai là phải như sau, quay phải này, đưa vào đây mình thẳng lại nhé, đấy, quay này, ngửa này, quay đưa về, đấy. Anh chú ý là ví dụ anh nghe có nhé,
về đây là nó phải nhẹ nhàng rồi, về hãm nó lại, hãm nó lại về đây, hãm nó lại nhẹ nhàng hơn, cứ tay không đúng bắt là sai đấy, đưa cái chuyển về, đúng rồi, đúng rồi. Đấy, giờ anh thử chuyển đi, chuyển tay trái luôn này, tay cái tay bắt về kịp thời vào, về trước khi mà đi buông về chủ động mà, cái tay bắt chủ động nhá, đưa thẳng về xòe và tay cho nó chuẩn vào. Anh là cần đi tập có các ngón tay không? Bên tay trái là tay phải đi tập, khuỷu tay đẩy ra sai vị trí, khuỷu tay dừng, cái này anh đang dọc này, đúng không? Đấy, anh tập trung vào, tập trung vào cái lúc mình đưa khuỷu về đấy, đúng rồi. Rồi, ok. Nào, chú ý thử tay nhá. Thử tay đúng rồi. Chính xác. Đấy, mình phải kéo, kéo thử, kéo vung vai về thì nó mới vào thú được. Nào, về nhẹ nhàng thôi nhá. Cầm sai vị trí luôn là nó sẽ bắt sai. Mình đang cầm lâu thì ta là lúc bắt là mình cầm ở đấy nhá, giữa luôn. Ok, anh cứ đứng lên đấy, xoay người về đây, anh đánh trúng cái mục tiêu này cho em bao nhiêu phần trăm là anh đánh chính xác nhá. Em sẽ để cao tầm bằng mặt vì cái điểm mục tiêu của mình là phải bằng là ở tầm mặt chứ không phải là ở tầm dưới. Đây không phải là kiểu mình đánh chuyền từ dưới này, không phải chuyền từ dưới, mình phải đưa tay lên để cho nó lên cao đấy. À, anh đánh đây, bắt hai vị trí, bắt hai vị trí tay cầm côn. Tốt, rất tốt. Đấy, tầm 2 vị trí vô đúng không nào? Lúc nào tầm 2 anh phải tưởng biết luôn nhá. Cứ sai, tay cứ tay sai là nó sẽ tầm 2 ngay. Đúng rồi. Tốt, rất tốt. Chính xác nó là gì đấy? Đấy, mình giữ cái tay đấy, mình chỉ ngoáy lên một vòng thôi đúng không? Rất tốt. Vít từ dưới lên nhá, vít côn xuống dưới. Đấy, có lực từ dưới lên. Lực đó là lực vít từ dưới lên. Tập trung. Cái tay bên kia giữ đúng rồi nhá. Nhớ kéo hai cái khuỷu về. Đấy, cái này là khuỷu về thấp quá. Kéo hai cái khuỷu về đúng rồi. Mỗi lần anh làm cái khuỷu đúng là anh bắt rất là chuẩn luôn. Bên tay trái đang bị sai chữ nhá. Bên tay trái đang bị sai chữ nhá. Kéo về, đúng rồi. Anh đừng quan tâm quá nhiều đến cái điểm chạm mà hãy quan tâm đến cái cữ của mình về đúng hay không để mình bắt cho nó chuẩn. Về bây giờ thời gian chọn bắt cái mục tiêu này chỉ là phụ thôi, sau này mình bắt tốt thì mình rèn nhiều về cái mục tiêu đằng sau. Tốt, điểm chạm rất tốt. Đấy, tập trung mình trong tay. Ok rồi, nghỉ, chúng ta nghỉ giải lao, giải lao nó tập tiếp.